Ngày 4 tháng 9, Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương làm rõ vụ án mạng nghi nam thanh niên đâm chết bạn gái rồi mở bình ga đốt phòng trọ. Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 21 giờ tối ngày 3 tháng 9 tại phòng trọ ở phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên. Thời điểm này, người dân trong xóm trọ nghe tiếng la hét thất thanh nên nhanh chóng lại kiểm tra, họ phát hiện cô gái nằm gục trên vũng máu. Lúc này, nam thanh niên bên trong mở bình ga để chuẩn bị đốt phòng trọ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Uyên Hưng có mặt dập tắt đám cháy, đồng thời đưa nam thanh niên đi cấp cứu. Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là NKD, 15 tuổi. Tại hiện trường, phòng trọ bị xáo trộn, mùi ga nồng nặc. Một số đồ vật có dấu hiệu bị cháy xém. Công an thành phố Tân Uyên cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.